Thưa quý vị, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang phủ bóng đen lên toàn cầu, thì việc trở thành những người bạn tin cậy, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn, trên tinh thần trái tim tới trái tim, đang là cách để các nước ASEAN nắm tay nhau ứng phó vượt qua và phục hồi sau đại dịch. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 54 năm thành lập ASEAN, ngày 8 tháng 8 năm 1967, ngày 8 tháng 8 năm 2021. Từ khi nhập ASEAN đến nay, và đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam luôn khẳng định vai trò là nước thành viên tích cực, chủ động trong ASEAN, cùng với các nước trong khu vực chủ động thích ứng kiên định, vượt qua nghịch cảnh để phục hồi kinh tế và chăm lo cho người dân, thúc đẩy cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển. Cái hợp tác giữa các nước ASEAN với nhau vẫn tiếp tục được đẩy mạnh, vẫn tiếp tục được cái cộng đồng ASEAN vẫn tiếp tục được thúc đẩy. Cái quỹ về ASEAN về phòng chống COVID chẳng hạn hiện nay thì cũng đã được các nước đã cam kết cũng như là đóng góp thực tế khoảng độ 20 triệu đô la Mỹ, thì đấy cũng là một cái nét để mà mua các cái vaccine hay là để chia sẻ các cái thông tin cũng như là để các cái kinh nghiệm trong cái quá trình phòng chống dịch COVID. Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan dưới sự chủ trì của Brunei trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2021 vừa qua là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam luôn ủng hộ Brunei, nước Chủ tịch ASEAN 2021, thúc đẩy đoàn kết và năng lực tự cường của ASEAN, triển khai hiệu quả các ưu tiên đề ra trong năm nay, đưa các nước thành viên vượt qua dịch bệnh, từng bước phục hồi, xây dựng cộng đồng vững mạnh và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Thứ nhất là ASEAN quyết tâm là không để đứt gãy tất cả các cái chuỗi cung ứng, duy trì các cái giao dịch, giao thương của các nước không bị ảnh hưởng, tạo điều kiện cao nhất trong cái có thể trong hoàn cảnh này cho doanh nghiệp để có thể duy trì thương mại và đầu tư. Đặc biệt là ASEAN sẽ đẩy mạnh cái hợp tác để chuyển đổi số. Đồng thời là ASEAN cũng quyết tâm là tận dụng và đẩy mạnh các cái hiệp định mà đã ký kết về tự do hóa thương mại, cũng xác định với nhau là cố gắng để phê chuẩn sớm nhất cái hiệp định RCEP. Càng trong khó khăn, giá trị của ASEAN càng được khẳng định và các nước ASEAN càng quyết tâm trong việc ủng hộ và cam kết mạnh mẽ vì mục tiêu chung hòa bình, thịnh vượng và phát triển. Hiện nay, ASEAN khẳng định tiếp tục kế hoạch hợp tác cũng như nhận nhiều cam kết của các nước đối tác hỗ trợ vượt qua dịch bệnh, nhận được nhiều vaccine, thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế.